Khi bạn thích đá tiền đạo nhưng huấn luyện viên lại sắp bạn làm thủ môn. Ở trận đấu gần đây, không biết vì lý do gì mà anh chàng thủ môn Zhangji của Beijing Guoan lại quyết định một mình đột phá từ vòng cấm sân nhà. Cái cách Zhangji nhận về là không thể khác được. Chẳng những khiến đội nhà suýt thua, anh chàng thủ môn Zhangji của Beijing Guoan còn phải nhận thẻ vàng. Và mọi người đừng quên đăng ký hội viên Mr. Zero được chúng mình đính kèm link ở dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Thủ môn là một vị trí đặc biệt trong bóng đá. Khi môn thể thao được ưa chuộng bậc nhất thế giới, được biết đến là nơi để những đôi chân khéo léo thể hiện sự điêu luyện với trái bóng tròn, thì nhiệm vụ của thủ môn lại phải dùng đôi bàn tay ngọc ngà để cản phá những cơ hội ghi bàn trong trận đấu. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn còn có những người gác đền có kỹ năng sử dụng chân vô cùng thông thạo và chuyên nghiệp, không kém gì những pha cứu thua của chính họ. Ngày hôm nay, hãy cùng xem những thủ thành chơi chân cũng giỏi và đầy kỹ thuật, họ là những ai và thể hiện chúng ra sao nhé. Lý do mà Claudio Bravo lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Pep Guardiola khi ông ngồi lên chiếc ghế nóng tại Manchester City chính là ở khả năng chơi chân khá tốt của anh. Trong một tình huống tấn công nguy hiểm, khi cầu thủ cuối cùng của Man City cũng dần bị loại bỏ, thủ thành người Chile đã lao lên không chút do dự, có pha đỡ bóng bằng ngực tinh tế, rồi sau đó tung bóng kỹ thuật loại tổng cộng 2 cái bóng áo xanh bên phía đối thủ, trực tiếp cứu nguy cho đội nhà. Bạn còn thắc mắc về số tiền cao ngất ngưỡng mà Liverpool đã bỏ ra chỉ để chiêu mộ một thủ môn. Chức vô địch Champions League cùng với danh hiệu Ngoại hạng Anh sau hơn 30 năm chờ đợi có lẽ sẽ là câu trả lời đanh thép nhất mà Alisson Becker dành cho các hater. Không chỉ xuất sắc trong những pha đổ người và phản xạ bắt bóng, thủ thành người Brazil này còn thể hiện sự tinh tế ở cả đôi chân khi có một pha giả sút rồi lốp bóng qua người tiền đạo đối phương cực kỳ đẹp mắt. Thủ môn dùng kỹ thuật để qua người là một tình huống đẹp mắt. Thủ môn ghi bàn đó chắc chắn là pha bóng để đời. Còn thủ môn lập siêu phẩm để ghi bàn thì đúng thật là một vụ nổ lớn. Trong tình huống không còn gì để mất, anh chàng gác đền này lên tham gia tấn công trong pha phạt góc gần như là cuối cùng của trận đấu. Và phép màu đã xảy ra khi chính anh với một cú xe đạp chổng ngược cực kỳ chuẩn sách giáo khoa đã làm bó tay hoàn toàn anh bạn đồng nghiệp phía bên kia gôn. Có lẽ do một phần gặp lại Real Madrid, đội bóng mà Kylian Navas đã cống hiến hết cả thanh xuân cũng như trải qua bao vinh quang nhưng chưa bao giờ được để ý và công nhận. Mà trong màu áo mới PSG, thủ môn người Costa Rica đã có tình huống cú lừa ngoạn mục với người đồng đội cũ. Cụ thể là khi thủ thành mới chuyển đến sân vận động công viên các hoàng tử đã có một động tác ngoặt bóng rất điêu luyện để đánh bại hoàn toàn Van Der Sar trong nỗ lực cướp lại quả bóng của tiền vệ người Uruguay. Đã nói về việc thủ môn ghi bàn mà lại không nhắc đến huyền thoại Rogério Ceni của Sao Paulo thì đúng là cứ sai sai thế nào. Thủ thành người Brazil với chiếc áo đặc biệt không một đằng sau đã có tổng cộng 100 bàn thắng trong sự nghiệp, một con số không tưởng đối với một thủ môn. Nhưng hãy xem lão tướng mà cứ xuất phạt hàng rào với độ khó vượt qua cả trình người gác đền đối diện như thế này, bảo sao nhiệm vụ đá phạt và penalty của đội bóng suốt bao năm nghiễm nhiên thuộc về Ceni.
Đây chắc hẳn là một ví dụ cụ thể cho câu phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Dù chuyển sang thi đấu cho Arsenal khi phong độ đã ở độ xế chiều, nhưng thủ thành Peter Cech vẫn giữ được một cảm giác chơi bóng rất tốt. Mặc cho đối mặt với thủ thành người Cộng hòa Séc có là một Jamie Vardy tốc độ và vô cùng thánh nhạy, nhưng Cech vẫn ung dung thực hiện một cú giật bóng đầy kinh nghiệm, loại bỏ hoàn toàn chân sút chủ lực của Leicester City ra khỏi cuộc chơi. Lý do mà Mendy đang trở thành thủ thành số 1 của Chelsea và là idol mới khiến các cổ động viên The Blues quên được những thất vọng Kepa mang lại suốt cả mùa giải năm ngoái. Nhận bóng trong tư thế có tận 2 cầu thủ đội bạn sẵn sàng lao vào cướp lại, nhưng Mendy vẫn dễ dàng ngoặt bóng rồi chuyền lên phía trên trước sự bất lực của cả hai cái bóng áo trắng đã theo sát thủ thành người Senegal như hình với bóng. Cho đến lúc này, các bạn có thấy rằng trong danh sách những thủ môn chơi chân bá đạo nhất vẫn còn thiếu một điều gì đó quan trọng không? Đúng vậy, làm sao chúng ta có thể bỏ qua Manuel Neuer trong top thủ thành thích chơi chân hương tây được chứ? Và người phát kiến ra vị trí vừa làm thủ môn vừa làm hậu vệ này đã có một tình huống chơi đúng như vai trò của mình khi đội trưởng đội tuyển Đức lao lên tranh cướp bóng trực tiếp với đối thủ, đồng thời sử dụng kỹ thuật cá nhân của mình để hạ đo ván luôn anh chàng tiền đạo tội nghiệp mang áo số 7 này. Vừa rồi là những pha chơi chân điêu luyện để tạo ra những khoảnh khắc vô cùng đẹp mắt của các thủ môn trong lịch sử bóng đá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.